Ôm chào các bác, chào tất cả anh em đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Thì trong những ngày vừa đây thì có khá là nhiều bác và anh em phản hồi bên Tùng Audio rằng là tại sao cái con Sua UX8 này lại không có chế độ bắt tần số. Thế nên là ngày hôm nay thì em sẽ tiện lô hàng Sua UX8 này bắt đầu cập bến Tùng Audio Hải Dương. Thì tiện đây thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho bác và anh em cách bắt tần số của em Sua UX8 nhé. Một số bác lại hiểu nhầm rằng là cái con Sua UX8 này không có chế độ bắt tần số, nó là tự động. Các bác đã nhầm rồi các bác nhá. Thì các bác và anh em nhìn thấy luôn ở phần tay mic này, ở phần tay mic của Sua UX8 thì chắc chắn rồi nó sẽ không có cái mắt để các bác và anh em bắt tần số đấy. Các bác và anh nhìn thoáng qua là các bác và anh em biết luôn. Ở những cái mic thông thường thì nó sẽ có một cái mắt điện tử để bắt tần số, nhưng với em Sua UX8 này là chế độ đời đầu nên các bác và anh em phải tháo ra như vậy các bác nhá. Đấy, tháo tay mic ra và các bác và anh em nhìn thấy luôn, đó là phần mắt để các bác và anh em bắt tần số IR đấy. Và khi các bác và anh em bị loạn tần số, ví dụ như này, ví dụ như từ các bác và anh em để phòng hát gia đình thì có trẻ con hoặc là không may chúng ta nhấn vào nhầm bị loạn tần số, ví dụ xuống tầm 0Z 080 đi, các bác và anh em không kết nối được với tay mic đúng không ạ, thì các bác và anh em nhấn cho em là phần set nhá, vẫn nhấn cho em phần set, nhấn cho em hai lần phần set, và đến khi tay mic nó ở mặt đầu thu nó hiện cái cột sóng đang di chuyển chạy như thế này, nó đang bắt tần số các bác ạ, nó đang bắt tần số nhá, thì các bác và anh em nhớ nhấn cho em vào đây, các bác và anh em để cái tay mic áp vào với mặt màn hình, như vậy là các bác và anh em đã bắt được tần số rồi đấy, CH079 chẳng hạn. Đấy, là khi các bác và anh em nhìn ở tay mic nó sẽ hiện hai tần số giống nhau nhé. Đấy, là các bác và anh em đã bắt được rồi. Rất là dễ sử dụng thôi. Cái này nó rất là dễ điều chỉnh các bác ạ. Em làm lại một lần nữa các bác nhé. Ví dụ như là đây, đang là CH079 thì hai cái tay mic và bộ đầu thu nó giống nhau đúng không ạ? Khi các bác và anh em không may nỡ nhấn chuyển đổi xuống tầm 078 đi. Đấy, thì sẽ tay mic và cái bộ đầu thu nó sẽ không cùng tần số thì sẽ không hát được đúng không ạ? Thì các bác phải nhấn cho em là phần set nhé. Nhấn cho em phần set này. Nhấn tiếp cho em một lần nữa. Đây. Và nó sẽ hiện chế độ bắt. Đây. Đây xuống 77 đi. Cái này nó hơi chậm một chút. Được chưa? Rồi. Đấy. Khi nó hiện thì các bác phải em để vào như thế này. Là nó đã bắt được tần số rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Đấy. Thế là nhiều bác và anh em sử dụng cái dòng này thì chắc chắn là nếu mà để bình thường như thế này, để bình thường ở ngoài như thế này thì chắc chắn nó sẽ không bắt được các bác nhé. Nó sẽ không bắt được qua cái mắt như thế này, nó sẽ không bắt được. Đấy, khi các bác và anh em muốn lấy lại tần số thì tháo cho em cái tay cầm ở dưới này ra là các bác và anh em bắt được luôn cái tần số này, rất là dễ sử dụng thôi. Và em nói lại một lần nữa là dòng Sua UX8 này thì đợt này bên em lại tiếp tục về hàng để phục vụ tất cả các bác và anh em. Đây là mẫu Sua UX8 đời đầu, là người anh đi đầu trong dòng Sua UX nhá các bác nhá. Và mẫu này thì em nói rồi đấy, nó rất là cháy hàng, về đợt này cũng không có nhiều, khoảng 20-30 bộ gì đó thì em sẽ gửi tặng tất cả bác và anh em đang ủng hộ bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương với mức giá cực kỳ ưu đãi là 2.300.000 đồng các bác và anh em nhanh tay. Tại vì cái hàng này em về đến đâu thì hầu như là trong vòng 3 đến 5 ngày thôi là hết hàng các bác nhá. Thế là nhiều bác thì em vẫn đang lỡ đơn, các bác nào mà đang lỡ đơn thì hãy liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Tùng Audio đi. Sua UX8 đã bắt đầu về hàng các bác nhá. Thôi, video của em thì em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm ủng hộ bên Tùng Audio Hải Dương.